shop lịch vận hành siêu cấp Trung Quốc nhân dịp nghỉ dịch Corona tăng tỷ lệ trúng kim cương lên rất cao. Và bây giờ mình sẽ vào shop thử vận hành kim cương cho các bạn xem. Với 20k đầu tiên thì chúng ta sẽ trúng được kim cương các bạn. Với 20k đầu tiên thì chúng ta có hội nhận được 9.000 kim cương. Có số cực kỳ khủng các nhá, chỉ với 20k mà các bạn nhận 9.000 kim cương rồi. Thì đầu lên của shop mình sẽ để phần mô tả và bình luận cho anh em nha. Ok, hello. Xin chào tất cả anh em đang có mặt trên kênh của mình nha. Thì mình là Bé Chanh đây. Thì kênh của mình đang bị mất tương tác, thì mình mong tất cả anh em kéo xuống video này, ấn cho mình một like và một comment thì cho kênh mình lấy lại tương tác nha anh em. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Kiểu như là bị ẩn video anh em, mình đăng lên mà không có ai xem ấy, thì kiểu như là bị mất đề xuất, mất tương tác ấy. Thì anh em nhớ ấn like video này và giúp cho mình một comment nha anh em ơi. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì như cái tiêu đề thì anh em cũng đã thấy, thì hôm nay mình sẽ cho anh em xem cái thao tác bắn cây M1014 bóng on shot, bắn một viên chết luôn anh em, bắn vô đầu ấy. Thì cái video này là của ông thầy mình nha. Mình ông này mình học hỏi ổng, mình học cái cách on shot và ông này mình gọi ổng là thầy nha. Thì mình sẽ cho anh em xem cái thao tác ổng bắn on shot như nào. Của mình thì nhiều bạn bảo mình quay cái thao tác mình bắn on shot, thì mình đang rất là bận nên mình chưa có quay được, nên mình sẽ quay sao cho anh em xem nha anh em. Mình hứa mình sẽ quay cái thao tác mình bắn on shot kèo mà không bắn cho anh em xem nha. Với lại mình không có người quay giúp ấy, nên mình tự quay nó rất là khó nha anh em. Thì giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cách bắn on shot của ông này nha. Ok, thì trước khi xem cái thao tác tay á, thì mình sẽ cho anh em xem cái đoạn bắn on shot của ông này. Thì nhiều anh em cũng được coi cái đoạn này rồi thì phải. Mình có làm một lần hướng dẫn cho anh em cái cách bắn như này rồi. Mình nên mình có để một đoạn như này rồi. Thì ông này ông bắn theo hai cách nha anh em. Ông có hai cách bắn. Ông bắn một cái là ông rút theo kiểu chữ C nha anh em. Rút chữ C thì mình cũng có hướng dẫn rồi đấy. Cái cách bắn chữ C, với lại ông này còn một cách mình chưa hướng dẫn cho anh em, đây là cái mà đẩy thẳng cái tâm xuống đất, đẩy cái tâm xuống đất xong móc thật là mạnh lên lại lên trời ấy. Không phải là móc, nhưng mà đẩy thẳng xuống đất xong đẩy thẳng lên trời, chứ không phải là móc nha anh em. Đẩy thẳng xuống đất xong đẩy cái tâm xuống đất xong đẩy thẳng cái tâm lên lại lên trời, thì nó cái tâm nó tự ghim vào đầu nha anh em. Và mình nói cho anh em luôn, ông sáu cái ông sáu có nghĩa là anh em bắn một viên chết luôn ấy, một viên đạn chết luôn địch, chứ không có phải là cái chân của anh em phải chạm đất, cái chân của anh em phải chạm đất hay là không chạm đất nha. Không, cái chân của anh em không chạm đất, anh em bắn một viên chết luôn thì nó cũng là tính là on shot, chứ không có phải là khi nào cái chân chạm xuống đất xong anh em bắn một viên vào đầu thì mới tính là on shot nhá. Chứ anh em nhảy lên anh em bắn một viên thì nó cũng chết thì cũng gọi là on shot thôi, chứ có gì đâu mà phải chạm, bắt buộc chạm cái chân xuống đất rồi phải bắn vô đầu rồi mới tính on shot đấy. Thì anh em xem này, ông này thì ông cũng đâu có lúc nào ông cũng phải chạm đất đâu, anh em xem kỹ này, đâu có phải lúc nào cũng chạm đất đâu, ông nhảy lên trời ông bắn cũng auto vô đầu thôi đấy. Xem anh em xem này, đấy cái chân chưa chạm đất ông bắn cũng hết sót thôi, cho nên là không có phải là chân chạm đất rồi mới tính là on shot nha. On shot là một viên chết luôn. Ok, tại mình đọc của mình thấy mấy bạn bảo là bắn on shot thì phải chạm chân xuống đất rồi mới tính, nhưng không, các bạn nhảy lên các bạn bắn vô đầu thì vẫn tính là on shot nhá. Ok, theo cái đó là cái cách bắn của mình thôi. Còn bạn nào bảo đó là không phải là on shot thì thôi mình cũng chịu các bạn rồi. Thì mình đã xem video của cái ông Imagan này, thì mình xem một video mình xem đi xem lại rất là nhiều lần luôn, thì mình cũng học hỏi được cái cách bắn on shot. Lúc đầu thì mình học theo cách chữ C của ông nha, mình học cái cách kéo chữ C xong từ, nhưng mà giờ mình bỏ rồi, mình học cái cách hai của ông là đẩy thẳng cái tâm xong rồi vút lên, đẩy cái tâm xuống đất ấy, xong rồi vút lên. Ok, thì giờ mình sẽ cho anh em xem cái thao tác nha. Ok, thì đây là cái thao tác của cái ông này nha. Ông chơi bằng điện thoại, ông bắn bằng hai ngón nha, nhưng mà ông xử lý rất là nhanh luôn. Ông xử lý điện thoại ông mượt đấy, ông xử lý rất là nhanh luôn. Anh em xem cái thao tác hai ngón này, ông chỉ bắn bằng hai ngón thôi nha. Đấy, anh em xem cái vút chữ C của ông này nha. Ông này thì ông chỉ vút cái chữ C thôi nha, nhưng mà mình vừa học vút chữ C, mình vừa học mà luôn cái cách đẩy cái tâm xuống đất rồi lên trời luôn. Nhưng mà mình chữ C nó hơi khó một tí, cho nên là mình dùng cái cách đẩy cái tâm xuống đất rồi đẩy thẳng lên trời lẻ. Đấy, anh em xem cái thao tác này, ông rút chữ C đấy, kéo ông, coi này, ông kéo tròn một phát xong ông kéo xuống dưới xong móc lên này. Đấy, tầm gần tầm xa gì tầm gần hoặc tầm xa một tí thì cũng auto vào đầu nha anh em.
Thì cho anh em xem lại kỹ. Xong ổng sẽ cho anh em xem một cái đoạn đoạn riêng cái thao tác ấy cho anh em xem rõ ấy. Thì chúng mình sẽ cho anh em xem cái thao tác đó nha anh em ơi. Đấy, anh em xem này. Mình xử lý rất là nhanh luôn ấy, hai ngón nhưng mà ổng di chuyển, cái cách di chuyển, cách đặt cung keo ấy cũng rất là nhanh luôn. Điện thoại ấy, đấy anh em thấy không, chỉ cần móc một phát là cái đạn tự vào đầu luôn. Móc chỉ xe ấy, móc bên trái hay bên phải gì cũng vậy á. Khi mà anh em móc đúng cách ấy, thì cái viên đạn nó sẽ tự vào đầu nhá. Đấy, ok, thì đây là cái cách thứ hai của ổng bắn nha anh em xem này. Ổng sẽ đẩy cái cách này là mình học ổng nha, cách mình đang dùng cái cách này luôn. Đây anh em xem nhá, ổng sẽ đẩy cái thằng xuống rồi ổng sẽ đẩy lên lại nha anh em xem. Đấy, anh em thấy cái nút bắn không, mình sẽ làm chậm lại cho anh em xem nè. Anh em nhìn kỹ cái nút tay, cái tay của ổng này, xong nhìn vô cái nút bắn nha. Đấy, anh em nhìn thiệt là kỹ. Ổng sẽ đẩy cái tâm kéo ấy xuống phía dưới. Ổng sẽ đẩy xuống, ổng sẽ đẩy xuống phía dưới, xong ổng kéo lên phía trên thì cái tâm nó sẽ tự ghim vào đầu luôn. Anh em xem nè, đây. Anh em xem nha. Chú mày anh em xem nè. Mình đang dùng cách này rất là nhiều luôn. Đây anh em xem nha. Đấy, anh em thấy không? Ổng đẩy xuống, xong vút mạnh lên. Ok, anh em xem kỹ lại một lần nữa nha. Thì cái cách này nó dễ hơn cái cách vút kéo chữ xe nha. Nhưng mà ông này ổng thích đồ khó nên là ổng chơi cái kiểu chữ xe thôi. Còn mình thì mình dùng cái cách này. Đẩy xuống đây, anh em xem nha. Đấy, cái tâm nó tự ghim đầu phải không? Đẩy xuống xong móc mạnh lên. Ok, thì đây là cái video ổng làm riêng một cái thao tác tay không có gắn cái kia cho anh em xem nha. Anh em xem cái tay của ổng nha. Ông để nút bắn nhỏ đấy, chỉ cần vút nhẹ cái, chỉ cần kéo nhẹ cái là bể đầu. Anh em xem kỹ này, khá là nhỏ nên anh em thông cảm nha. Cái ông quay nó xa quá nhìn nó khó rồi, không được rõ lắm. Anh em xem, cố gắng xem kỹ cái cách ông bắn đấy, bể đầu ngay. Cái này là ông dùng mà đẩy xuống dưới là ông vút lên nè. Ok, anh em xem lại vài lần cho anh em dễ hiểu hơn nha anh em ơi. Đấy, anh em xem kỹ đấy. Thấy không, cái chữ xe đó, cái này là cái chữ xe này, còn đây là cái đẩy xuống vút lên này. Cái hồi nãy là đẩy chữ xe, còn đây là đẩy xuống vút lên này. Xem nha, cái này là cách 2, còn cái vừa rồi là cách 1 của ổng. Này, xem này. Đẩy xuống vút lên hết sọc ngay này. Đấy, đấy, bể đầu ngay. Kiểu như là auto hết sọc luôn. Đây, cái này là chữ kéo chữ xe của ổng này. Ổng kéo bên tay trái nha, ổng thuận tay trái vậy. Ông kéo đấy, ổng kéo bên trái một viên bể đầu. Giờ cái này ổng kéo bên phải nè anh em ơi, quá là dữ dằn luôn. Ok, thì anh em xem clip của mình nhớ để cho mình một like video và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em ơi. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt tất cả anh em, hẹn anh em ở một video khác nha anh em ơi. Ok, bye bye anh em. Xong cái đoạn thao tác này mình sẽ cho anh em xem những cái pha mình vút lục bạc, mình đã đứng sát rạc luôn ấy. Nói chung là khoảng 5 mét gần lắm, nhưng mà mình vẫn có thể bắn lục bạc một viên chết luôn được nha. Cái này cũng là một cái cách cách bắn như cái sụp gân này thôi. Anh em xem hết cái đoạn này rồi anh em xem cái pha mình bắn lục bạc nha. Và mình sẽ cho lại xem những pha kia nha anh em ơi. Thì mình đang thêm pha lục bạc này cho video mình đủ 10 phút nha anh em ơi. Ok, thì anh em xem cái lại này, xem lại cái này giúp mình cho mình đủ 10 phút nha anh em ơi. Mình cảm ơn anh em rất là nhiều. First blood.